quán hủ tiếu chai Tịnh Tâm. Mấy năm rồi mới ghé lại đây. Dạ. Rồi để đại đi em tự về. Em cảm ơn. Mà bà mẹ quê đã lâu không ghé đây. Mời cả nhà ăn bún bò Huế nha cả nhà ơi. Mình sẽ quay cái topping. Topping của quán thì giống giống nhau, nhưng mà cái loại rau ăn sẽ khác, cái sợi bún khác thôi. Cái này là cải thảo màu đỏ, miếng tàu hủ ti, cái hoành thánh chiên này rất là ngon. Ừ, cô đi ngang đây là cô gái đây nè. Miếng miếng này không biết kêu miếng gì, nấm đậu hủ chả. Gì thêm không? Hôm nay là mình sẽ ở lại sân bay cả ngày luôn, đến tối mới được về. Tại vì sẽ có hai chuyến bay đáp xuống mà mình cần phải đón. Hai chị gái của mình về cùng một lượt luôn, nhưng mà khác giờ với nhau. Cho nên là chúng ta sẽ ở sân bay tới 10 giờ đêm luôn nha cả nhà ơi. Bởi vậy hồi nãy cả nhà thấy mẹ quê thủ nguyên một thùng đồ ăn luôn đó, là chuẩn bị để ở lại sân bay tới 10 giờ đêm đó nha. Bây giờ mới có 3 giờ 20 thôi. Nói chứ đó là nguyên một thùng trái cây với nước uống cho mấy người mà mình chuẩn bị đón đó, chứ không phải là cho Tâm Tâm đâu nha. Ganh tị hết sức luôn vậy đó mọi người.
mình hồi đó thì ừ tại đó đi xe nhà mặt trắng mình đi vô tới bãi đậu xe không được chạy hả vậy mà đi kinh doanh xe bằng trắng là xe xe nhà gia đình vô tới bãi đậu xe của Tân Sơn Nhất giờ mình ngồi chờ chuyến bay cũng sắp hạ cánh rồi tầm 15 phút nữa thôi nhưng mà mình xíu nữa mình đang ở tầng 2 nha xíu nữa mình sẽ qua bên chỗ mấy cái ô cửa kính đó mình tìm xem cái chỗ nào hành lý băng truyền nào hành lý của chuyến bay của chị mình đi á chạy ra thì mình đứng ở đó chờ thấy lấy hành lý xong mình mới đi xuống dưới để đón luôn như vậy thì nó sẽ tiện hơn là mình đứng chờ ở dưới mình không thấy cái quá trình lấy nó hơi lâu không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong này xin mời phát biểu cảm nghĩ này bà mẹ quê bạn có cảm nhận gì về ngày hôm nay hôm nay là một ngày rất là vui luôn sắp gặp lại các con và các cháu của mình dạ ơi nói mình muốn khóc luôn rồi kìa nghe cái tiếng kia kìa lâu lắm rồi 6-7 năm rồi mới gặp sói ca lớn còn sói ca nhỏ thì mới gặp hồi năm trước bên dưới thì những cái chỗ quán ăn những cái quầy đồ ăn nhỏ nhỏ đó người ta cũng ngồi ăn rất là nhiều nhà mình thì cả nhà ơi chị của mình đã đáp xuống rồi và đang chờ hành lý ở cái băng truyền hành lý số 7 á nhưng mà chưa có thấy bóng dáng của em mèo xuất hiện ở đó có hai chuyến bay chắc cái chuyến của chị mình bắt phải chờ qua hải quan rồi mới xuống dưới này mèo đã tới xuống đây đâu. Thì đâu biết là hướng nào. Mẹ đây rồi mẹ đi xuống nha. Đây con quan cái. Mẹ đi trước đi con đi theo nhanh mà. Mẹ đi đi. Chưa biết là hành lý có chạy ra chưa nữa. Hai mẹ con kìa.
bon xuống. Ủa, gia đình kia đi hả? Cái đi rồi, đi nãy giờ. Mẹ nói hả? Không biết nữa. À, bây giờ mèo đang em mèo với mẹ em mèo đang lấy đồ, đang tìm hành lý nha. Nãy giờ là từ 4:30 mà tới 5:10 thì mới ra hải quan xong. Bây giờ lấy hành lý nè mọi người. Đợi hai mẹ con hắn lấy đồ bước ra đi rồi mình đi xuống dưới là mình đón là vừa. Lần này thì bà ba của nó không có về rồi. Về bữa nó mới rước mẹ nó. Về bữa nữa bà ba của mình á mới qua đây rước hai mẹ con. Kiếm được rồi kìa, lấy được rồi kìa. Vậy mẹ đi đi. Ờ mẹ đi đi con đi ha. Tới mấy cái lận mà còn đứng nhìn nó gì trời. Rồi mẹ đi đi. Mẹ đi chậm hơn con à. Cái kìa mèo của tươi. Con mèo kìa mọi người. Men. Ở đây nè. Má Mí kìa. Mình qua mình không biết là lấy như thế nào, tại vì ở sân bay không biết đi ra hay là lấy hay sao. Cái mình nhờ anh Tấn tài xế ảnh đi lấy giùm á, phải qua cái lớp cửa gào ảnh lấy xong rồi kìa. Anh Tấn đã lấy được bánh rồi kìa mọi người. Tội nghiệp anh Tấn quá. Nếu mà mình chắc chỉ đường chắc hồi shipper quạo luôn. Em thấy dối qua cửa gào phải không? Mấy đứa tuốt ở trên cao phải không? Có 100 người con đây. Dạ. Em cảm ơn. Đấy. Đây giờ mình sẽ mở ổ bánh mì bên trong. Cái này là chưa có rau dưa nha. Rau dưa để riêng. Dưa để riêng. Wow, pate. Ổ bánh mì nó nặng thịt luôn rồi cả nhà ơi. Nhiều đồ ăn lắm nhưng mà nó bị khuất cái pate với lại trà bông á. Nặng lắm. Cái ổ vỏ này 6 ổ. Rau dưa nè, mình dặn người ta để riêng á. Muốn ăn hả? Muốn ăn thì ăn có gì đâu. Ừ, nãy quên dặn người ta cắt đôi. Mà mình có dao mà. Ủa, mấy cái bà tay được có một cái. Cho mấy cái lận cả sắp mà. Dạ. Yeah. Có đưa cho chú Tấn. Không. Không có con thì con ăn đi nè. Giờ cái này để đi cô ai coi. Ok. Ok ông Mang. Cái bánh mì này mà không đổ khó quá.
đón em mèo và chị gái của mình xong thì cũng đã hơn 5 giờ rưỡi, tại vì kéo đồ qua bên xe, sắp xếp vô trong xe nữa. Và bây giờ thì cũng đã gần 9 giờ đêm. Và chị gái lớn của mình là chị Hai cùng với anh Hai và nhóc Bi cũng chuẩn bị xuống máy bay rồi. Chuyến bay từ Seoul về Tân Sơn Nhất thì cũng đã đáp xuống rồi, nhưng mà ở trên bảng thông tin này mình vẫn chưa thấy thể hiện là đã đáp xuống. Nhưng mà mình lên Google mình check á, theo cái số hiệu chuyến bay thì thấy thông báo là đã hạ cánh. Và bây giờ thì nhà mình đang đứng ngay chỗ bảng thông báo, rồi sau đó sẽ di chuyển cũng như là ra chỗ lúc nãy mà mình lúc đón em mèo á, nhìn thấy có thể là thấy được cái chỗ mà chị gái mình lấy hành lý để mà mình quan sát và đi xuống đón cho nó nhanh. Thì bây giờ anh Hai của mình cũng đã xuất hiện rồi nè mọi người. Chị gái của mình thì nói là đừng quay phim chị nha, chị mắc cỡ không có dám lên hình. Nhóc Bi cũng vậy nữa, cho nên là mình quay anh Hai thôi. Anh Hai đang đẩy xe, xe này thì có 3 thùng, còn anh Tuấn tài xế thì đẩy tiếp 3 thùng ở phía trước nữa, đẩy ra ngoài xe để mình sắp xếp vô. Tại vì xe bảng số màu vàng thì không có chạy vô trong này để đón được luôn, nên là mình sẽ đẩy đồ ra ngoài xe và sắp, rồi sau đó thì sẽ đi thẳng về nhà luôn nha mọi người. Tới đây thì phần còn lại là cho mấy anh sắp xếp nhau tâm tâm quay phim thôi, tại vì mấy thùng đồ này cũng rất là nặng. Rồi bây giờ thì mọi thứ cũng đã xong xuôi và gia đình đoàn tụ. Tâm rất là vui vì ngày hôm nay gia đình mình sum họp, và trong những ngày tới thì chắc là sẽ rất là vui nữa. Và Tâm cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video đến giây phút này nha. Bây giờ thì Tâm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye, chúc cả nhà xem video vui vẻ nha.